Ngôi làng nhiều vàng bạc châu báu nhất Trung Quốc, xách túi ni lông đựng vàng rộng đi ngoài đường cũng chẳng lo bị cướp. Không cần đến Dubai, người ta cũng có thể bị choáng ngợp vì vàng rồng ở một ngôi làng đặc biệt tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi được ca ngợi là có xách túi ni lông đựng vàng thỏi đi tung tăng ngoài đường cũng chẳng lo bị cướp. Người Trung Quốc có câu, ở Trung Quốc muốn xem vàng thì đến Thâm Quyến, còn ở Thâm Quyến muốn xem vàng thì đến làng Thủy Bối. Và quả thực, khi đặt chân đến ngôi làng có cái tên mỹ miều này, người ta mới thấy câu nói trên không ngoa chút nào. Phóng tầm mắt sang hai bên đường, bạn sẽ bị choáng ngợp trước các loại quảng cáo vàng bạc châu báu được dán chi chít như là nấm mọc sau mưa. Nhìn đâu cũng thấy những nhân viên kinh doanh vàng bạc mặc đồng phục, cầm trên tay những tấm biển thu hút sự chú ý của khách hàng. Trong vùng đất rộng khoảng 1,1 triệu mét vuông ấy, có tới 2.000 doanh nghiệp, hơn 1.000 cửa hàng kinh doanh và hơn 20 trung tâm giao dịch vàng bạc châu báu, chiếm tới 70% tổng giao dịch các sản phẩm vàng bạc ở Trung Quốc. Tại làng Thủy Bối, bạn có thể dễ dàng tìm được nhà cung cấp sỉ hoặc lẻ hay là những xưởng chế tác vàng uy tín. Ở đây, ngoài các loại trang sức, người ta thích kinh doanh vàng thỏi có trọng lượng 1kg với giá niêm yết thay đổi theo từng ngày, dao động từ 260.000 tới 270.000 tệ, tương đương là 860 cho tới 893 triệu đồng một thỏi. Khi dạo chơi ngoài đường, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những con người đang hối hả đi lại với túi ni lông lớn, túi ni lông bé trên tay. Nhìn bề ngoài, có thể bạn nghĩ rằng người ta vừa đi chợ về nên mới xách theo nhiều đồ đến như vậy. Thế nhưng bạn biết không, trong những chiếc túi xấu xí ấy chứa rất nhiều thỏi vàng cực kỳ giá trị đấy. Nhưng tại sao họ lại vô tư xách theo cả gia tài trong một chiếc túi ni lông mỏng manh? Họ không sợ bị cướp ư? Hay vì họ đang sử dụng chiến thuật nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất để qua mặt lũ đạo chích? Kỳ thực tại ngôi làng Thủy Bối đúng là chẳng cần lo lắng về vấn đề an ninh, bởi trật tự trị an ở đây vô cùng tốt. Cứ cách 20m lại được lắp đặt một chiếc camera giám sát, còn lực lượng cảnh sát thì đi tuần như mắt cửi trên đường phố bất kể giờ giấc. Bên cạnh đó, dân làng còn mạnh tay chi tiền mời công ty bảo vệ tới để đảm bảo an ninh chung. Và tất nhiên, mỗi công ty, cửa hàng cũng không quên thuê thêm vệ sĩ riêng cho mình. Lớp bảo vệ dày đặc từ trong ra ngoài khiến cho lũ trộm cắp cũng khó có cửa hành nghề. Vả lại, với số vàng thỏi nặng trịch, không phải tên đạo chích nào cũng đủ khả năng ngụy trang hay chiếm đoạt chiến lợi phẩm đâu. Một nhân viên vận chuyển vàng thỏi cười khổ tiết lộ. Trung bình mỗi tháng, anh ta sẽ đi hỏng ít nhất một đôi giày và nguyên nhân chủ yếu là vì trọng lượng khủng của các mặt hàng mà họ được thuê bốc xếp hàng ngày. Khoảng thời gian trước Tết chính là mùa cao điểm ở làng Thủy Bối. Người người nhà nhà đều tất bật giao dịch cũng như chế tác sản phẩm cho khách hàng nhanh nhất có thể để kịp giao hàng trước kỳ nghỉ dài ngày. Mỗi thành phẩm được chế tác từ vàng theo yêu cầu riêng sẽ phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau như là lựa chọn mẫu mã, thiết kế hình 3D, tạo mô hình, đúc mài, đánh bóng mới cho ra được sản phẩm hoàn thiện. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng tìm được nơi kiểm định các sản phẩm được chế tác từ vàng tại làng Thủy Bối. Giá cả cho mỗi lần giám định không giống nhau, tùy thuộc vào mặt hàng được đem đi kiểm chứng. Được biết, mức giá thấp nhất là 20 tệ, tương đương với 66.000 đồng một sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!